Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tạo một cái video intro, đúng không ạ? Và cái phần mềm mà tôi sẽ sử dụng để tạo intro đó là phần mềm Filmora 9. Một cái phần mềm mà chúng ta có thể sử dụng nó để biên tập và chỉnh sửa video rất là chuyên nghiệp. Thì bạn nào chưa có cái phần mềm Filmora 9 thì các bạn có thể lên website cá nhân của tôi là xuannhất.net. Các bạn tìm kiếm cái bài viết hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm chỉnh sửa video Filmora 9, đúng không ạ? Thì các bạn đọc bài này rồi các bạn tải về, đúng không? Các bạn tải cái phần mềm Filmora 9 này về. Rồi các bạn sẽ tiến hành xem cái video này để xem hướng dẫn cài đặt. Đúng không ạ? Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một cái video intro, cái video mở đầu này. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên tôi sẽ phải khởi động cái phần mềm Filmora 9 này đã. Ok, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái mặc định là 16:9 nhé, cái khung 16:9 này. Rồi click vào New Project. Rồi, chúng ta sẽ click vào đây các bạn click vào đây này. Đó, title. Rồi các bạn kéo xuống. Ở đây thì nó có khá là nhiều cái title để chúng ta có thể tạo ra cái intro rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Thì chúng ta có thể tạo intro bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà với Filmora 9 thì chúng ta cũng tạo được cái đoạn intro rất là chuyên nghiệp. Mà những cái phần mềm khác thì nó hầu như là nó không có hỗ trợ cái chức năng đó. Các bạn lựa chọn đấy. Nếu như các bạn muốn cái này, đúng không ạ, thì các bạn tải về nó thì nó sẽ tải về cho các bạn. Thì cái bước chuẩn bị, các bạn cần phải chuẩn bị thêm nhạc nhé, các bạn cần phải chuẩn bị thêm nhạc. Nếu như các bạn chưa có nhạc intro thì các bạn vẫn cái website cá nhân của tôi, các bạn vô phần tài nguyên này, đây các bạn tải nhạc về đây. Ok, để có thể vào cái phần link tải nhạc này thì các bạn cần phải có mật khẩu nhé. Thì các bạn gõ xuannhất.net thôi. Đó, các bạn nhập vào. Rồi sau đó có một cái đường link. Đây, thì các bạn có thể tải đường link này về. Thì tôi chuẩn bị cho các bạn. Tôi đã chuẩn bị cho các bạn một cái danh sách bài hát rồi. Và các bạn chỉ việc tải về thôi. Nó xuất hiện cái giao diện như này thì các bạn bấm skip ad này. Rồi, ok các bạn. Nó xuất hiện cái allow thì các bạn click vào allow nhé. Allow, đúng không? Rồi sau đó nó sẽ điều hướng chúng ta tới cái đường link mà chúng ta có thể tải được cái file nhạc này về. Đây là hầu như là tất cả các phần này đều bản quyền hết nha các bạn. Ok, đều được sử dụng ở trên YouTube hết. Thì các bạn tải cái file này về, tải xuống các bạn, tải xuống. Ok, đây tôi demo cho các bạn thôi, chứ thực ra là cái file này thì tôi có rồi các bạn. Các bạn có thể tải cái link nhạc này về. Rồi để tôi sẽ bật Filmora 9 lên, tôi tiến hành import một cái file nhạc vô, không ạ? Tôi sẽ vô tài nguyên intro outro. Đấy, rất là nhiều. Vậy thì tôi lựa chọn bất kỳ một cái nào tôi thích, các bạn tải về các bạn nghe thử xem cái đoạn nào thích mà đúng với phong cách của bạn thì các bạn có thể thêm vào, đúng không ạ? Ở đây thì tôi sẽ lấy một đoạn nhạc bất kỳ thôi, tôi kéo xuống. Rồi các bạn vô title này. Ở đây thì có một số những cái title mà chưa tải về thì tôi nhắc lại là các bạn có thể tải về bằng cách là click vào cái mũi này nhá, click chuột phải vào này, các bạn ấn download now này. Đó thì nó sẽ tiến hành tải về cho các bạn. Và bây giờ tôi sẽ lựa chọn một cái intro, một cái title để tôi tải intro. Ví
Ví dụ như cái nào đẹp thì chúng ta lựa chọn nó giảm mà. Đây các bạn, opener này giống là intro thôi, các bạn mở đầu á. Rồi tôi sẽ lựa chọn cái này các bạn. Ở đây thì các bạn có thể kéo dài ra này. Đấy, kéo một dài ra khoảng 10 giây thôi các bạn. Cái đoạn nhạc này thì chúng ta cắt cái đoạn này đi các bạn, cắt này, Ctrl B, Ctrl với phím B đó, thì chúng ta phải cắt lại này, Ctrl, chúng ta phải click vào cái đoạn mà chúng ta muốn cắt á, Ctrl B đó, rồi chúng ta click chúng ta xóa đi, hoặc là các bạn click vào cái kéo này cũng được đúng không ạ. Rồi tiếp đến thì chúng ta thêm chữ thôi. Ví dụ ở đây tôi sẽ, đấy, chúng ta di chuyển vào đúng cái phần chữ này, đúng phần chữ. Rồi các bạn click vào đây, như là Đào Xuân Nhất chẳng hạn, đúng không ạ? Xóa hết đi, nhỉ? Đào này, Xuân này, Nhất, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn ghi, có thể ghi ở trực tiếp đây hoặc là các bạn click vào đây các bạn ghi cũng được. Đam mê chia sẻ đúng không ạ? Đó, không? Các bạn thấy không ạ? Và chúng ta review thử này, mà vô cùng chuyên nghiệp phải không ạ? Đấy, rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp. Và nếu như tên của bạn có hai chữ ví dụ Xuân Nhất thôi chẳng hạn, thì các bạn có bỏ này ra khỏi khung hình này. Đó, các bạn thu to thu nhỏ Xuân này, Nhất này, và các bạn có thể kích vào đây đúng không ạ? Rồi các bạn làm cái này cho nó to lên khoảng 60, các bạn enter. Đấy, nó to lên, chỗ này cũng tương tự. Đây các bạn phải click vào đây, rồi 60, rồi các bạn ấn enter đúng không ạ? Rồi ok, các bạn có thể ấn in đậm nè, click vào đây, tiếp tục in đậm nè, ok đúng không ạ? Đấy thì các bạn khoảng 10 giây, intro khoảng 10 giây đổ lại là êm rồi các bạn, là rất là ổn rồi. Đó thì chúng ta sẽ có cái đoạn intro như thế này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản và cực kỳ đẹp. Thì các bạn có thể tạo rất nhiều các đoạn intro khác nhau ở đây. Ví dụ cái này, ví dụ như các bạn, ví dụ cái này, các bạn cũng kéo dài ra một chút đấy. Đấy thì các bạn thêm chữ vào đây, kênh YouTube chia sẻ kiến thức này, Đào Xuân Nhất đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Và đấy là các bạn sẽ làm những cái đoạn intro theo phong cách của mình nhá. Ở đây thì rất là nhiều, và tôi thấy những cái title như thế này, những cái đoạn intro như thế này thì các bạn có thể lựa chọn đúng cái phong cách của mình. Nên như này là quá đủ rồi. Và nếu các bạn mong muốn cái này thì các bạn hãy tiếp tục, các bạn download now, tải về đúng không ạ? Đang tải về này các bạn. Đó. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo thì chúng ta chỉ cần là import xuất cái file này ra đúng không ạ? Dưới dạng MP4. Các bạn muốn cài đặt cái thông số của nó là 4K hay là 1080, 1920, 1080. Chất lượng như thế này là cũng ok rồi, chất lượng good đúng không ạ? Các bạn ấn ok và các bạn lựa chọn cái ổ đĩa này, ổ đĩa mà các bạn mong muốn lưu cái file này này. Thôi thì tôi để mặc định đúng không ạ? Để mặc định, và các bạn đặt tên file là intro Đào Xuân Nhất. Còn để cái này chúng ta viết chữ thường thôi, intro Đào Xuân Nhất đó, để chúng ta sử dụng các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ấn export. Đó thì nó sẽ xuất file cho chúng ta. Đấy, để nó xuất file xong thì tôi sẽ tiến hành bật cho các bạn xem thử cái đoạn intro của chúng ta như thế nào đúng không ạ? Đó. Rất là nhanh thôi đúng không ạ? Chúng ta ấn file target này. Rồi thì cái đoạn intro này nó ở đây. Đấy các bạn thấy không ạ? Rất tuyệt vời, rất chuyên nghiệp.
rất là đẹp đúng không ạ? Và như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn cách tạo ra một cái đoạn intro rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp để các bạn có thể sử dụng để dành cho những cái video của chính các bạn. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay, giá trị, thì các bạn hãy giúp tôi nhấn nút like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và hãy giúp tôi đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Chúc các bạn thành công.